Liên quan đến vụ nước mắm nhiễm asen, cục quản lý cạnh tranh bộ công thương đã xử phạt hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Vinastat 15 triệu đồng và buộc thu hồi các ấn phẩm do hiệp hội này phát hành để tiêu hủy. Hành vi vi phạm được xác định là phát hành tài liệu, ấn phẩm thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm không chính xác, không đúng sự thật gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội. Theo đó, Vinatax bị phạt 15 triệu đồng theo khoản 2 điều 27 và khoản 3, 4 điều .4, 4 nghị định 178, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Bộ Công Thương cũng buộc Vinatax thu hồi để tiêu hủy tài liệu, ấn phẩm vi phạm theo khoản 3 điều 27, nghị định số 178 năm 2013 của chính phủ. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin này được đăng tải, hầu hết ý kiến phản hồi của dư luận đều tỏ ra khá bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng mức xử phạt 15 triệu là quá nhẹ, không đủ sức gian đe đối với vi phạm mà đơn vị này gây ra. Thậm chí có người còn muốn đánh giá lại sai phạm của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam vì hiệp hội này. Thậm chí có người còn muốn đánh giá lại sai phạm của